Sắp vào rồi. Cú mà nhập phải ngay Split sẽ vào với nhịp đầu tiên. Tôi và đem cú một số bắc giang bắn thua vị trí của Silver Me rồi. Tôi lên này, đi phải, đi phải. Chết rồi. Chết rồi. Backside. Dạ. Nào, Silver Me bắt hai Speed rồi. Còn vị trí của Spring cũng đã phải nằm xuống. 4 HP làm trung bình được 3 điểm hạ gục. Đỡ làm sao được đây. Rồi, đồ nhiều nhá. Quay lại. Một backside á. Quay đầu qua ngoài. Ồ, như vậy sẽ là một tình huống cuốn đặt trung bình trái Spy xuống. Bắt được rồi. Một khẩu Speed rồi. Silver Me đục yếu được 2 speed. Tiêu 2 speed tương đối lì và cho một chấm máu rồi. Trên đầu. Hóc. Vâng, vẫn đang là gỡ fake spy và Wu đẩy ra bắt được Zack Dawn rồi. Fu có bị cái mạng số băng dao và đẩy tiếp ra đến từ Will. Và Will có bị cái double kill. Một cầu series làm đời. Và đó là Silver Me với cái double kill của mình. 3-0 gọi tên team lên đây. Như vậy là quyết định là sử dụng cho mình tên Tactical Thaman mở một cái thời điểm hợp lý. Giờ nhá, cái A nãy giờ mình đi không được tại vì hàng kia nó đang giữ đồ á. Thì giờ em đổi tường đi, đừng kể tường A nữa, kể tường bên B á. Xong rồi mình cài thằng Zack ở bên A, đặt cái trụ turret mid. Em cài bên đó, em cứ đứng bên đó em hô, hiểu không? Rồi xong rồi về cái B, ba người về B luôn. Sage, Soba với lại Z về B. Soba roll vào cái B, check coi có thông tin á. Xong bật tường lên fake cái B, hiểu không? Thì mới kéo người về rồi cho chắc nó bò vào cái A. Khi mà bên kia nó bắt được cái A, B phải không? Anh cứ vào một mình nhé. Anh cứ vào một mình thôi, mấy anh kia cứ bắt về thôi, hiểu không? Mình fake luôn. Tại vì bên kia nó không có info. Rồi còn mấy ra về sau á, chắc coi ngoài biết á, có cái trụ turret của con Killjoy không? Nếu mà có, anh em coi ra phá đi nhá. Còn round này thì cứ đánh nhờ đã anh nói. Ok. Nào, chúng ta đến với cả key round thứ hai của mấy anh em bên phía team TNT6. Trong này thì không thể thua được nữa, như vậy đi 3 người ở B. Để mình Killjoy sẽ là người đi lấp ở bom xoay A. Nhưng lần này thì vị trí của Linux đã di chuyển với cục bom xoay B. Như vậy đã có team đọc ra đối phương có thể đánh B rồi. Bên phía team của thì anh không có Gekko. Như vậy là không có Winman để có thể đặt được quả Spy xuống và Will tham mình đi đẩy bắt được Zack Dawn rồi. Có cho team đen 96 rồi, mất người sớm nhưng mà quýt đủ. Ui hừng quá Will ơi, nhưng rất may tiếng mà Dawn bắn lôi nhiều nhịp thứ hai thì Dawn đã bắt được vị trí của Will rồi. Và vụ Will sẽ đẩy vào trong side và đó là Spring tóm được Silver Me. Vâng, hồi sinh đã được sử dụng đến từ vị trí của Zed. À không clear. Vụ bị bắn đỉnh, Spring đấm mồm vị trí Linh. Có vẻ như là đầu tiên sẽ đến đây cầm lại cái mì thang đẩy được đời rồi với Phu có mấy đứa có đẩy được cơ thành công nên từ vị trí của High Speed tí đái ạ, anh em tí đái ạ, vẫn còn cho mình cái khiên nhá. Bây giờ tường lên để hạ cho mình được quả Spy xuống và Ultimate được sử dụng luôn đến từ vị trí của Viper. Như vậy là quyết định không để về Snowman, chỉ giữ trong side thôi. Nhưng mà giữ trong side cái thế này thì sẽ là tường người khó này và đội súng nổ ra Linux lại bắt được vị trí của Spring không? Mất ultimate của Viper, ultimate đẹp như trong tranh và nó double kill dành cho Linux. Silver V tóm được số bắc giang và chỉ còn đó là vị trí của Zed cũng như là vị trí của Zed the One mà thôi. Vâng, tường có khi để tội gì không gỡ nhỉ. Một tình huống đánh bề tiếp tục là bề. Vâng, sai ở đâu ít đôi ở đó đến từ team thế hành 96 để cho vị trí của Zed non đi bỏ A. Anh em để ý này, Zed non bỏ A xong rồi em này, nhưng không sao, đang có một tiếng kẹp 2 mid. Và bây giờ thì chiến đấu cần có mạng đây rồi, bắt được Linux. Mà farm Linux quá ngây thơ như vậy, rất có thể tình huống này sẽ là một round thắng gọi tiền tiền phía anh em team, đó chính là T96 thôi. Không một biết xước nào cả. Rồi đi xem nào. Will High Speed bắt được Fu cho bắt ra hạ gục Will rồi. Zack No One có cái mạng của My Time. Và đó là những điểm hạ gục gọi tên Zack No One 26. Anh nhá, em để xem anh giải bắn vải và click thì em biết thôi. Anh cái đấy thì vui không có thừa em nhá. Này, quá quen. Bây giờ thì High Speed làm đôi. Đó là cấp của Flick nhanh nhất Việt Nam. Này thì láo với cả vị trí này 96 này. Ui, nhưng mà High Speed bị bắt rồi. Ai cứu High Speed đây? Số Bắc Giang lên tiếng nhưng Phu ở ngay sau lưng rồi. Bắn nào, đó là một tiếng 1 đổi 1. Tiếng được 1 phép bay. Và đó là một tình huống không thể làm được đến từ vị trí số Bắc Giang. Đó, luôn. Đấy, ai đấy? Mấy A rồi, mấy nữa. Bê đẩy. Hay! Ui! Đi được rồi. Anh tìm. Win lo. Có này. Bang.
Hai. Hai. Để anh em. Rồi bên linh không? Rồi bên linh không? Rồi bên linh không? Lùi đi, lùi đi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, mất rồi, mất rồi kìa. Cho chừng A đấy, coi chừng A đấy. Cảm ơn, cảm ơn, lời lời. Cẩn A đi. Ừ, cứ chậm lại cho rắc bò A. Anh em về lại B. Ok, ok. Vâng, tầm này tôi không biết là bên phía team thanh chỉ sáu icon anh em nào bên kia có thể tường tường thuật lại là icon không ạ? Will, ui sôi, ôi rất đau ăn tóm được Will rồi. Quả cái khiên nha, cái khiên nha, tôi biết đây là cái gì, cái khiên nước hay nào đúng không? Silly với Milan đôi, ôi. Đây là tình huống mà setup để đùa pick nha, mọi người đứng trên cao, một đứng ở dưới này. Giặt ngược ra Lilic, đã yếu Lilic. Có cho mình cái thủy khiên nhưng để làm gì đây? Nào chúng ta cùng xem hết rồi. Bắt đó sẽ là 3-7, gọn tên thì anh 96. Ơ, người mẹ làm gì ấy? Hai. You on em. Phá luôn, phá luôn, phá luôn, phá luôn. Phá. Hai. Rồi, ui xời. Em chỉ bị nhìn một tình huống tiểu lý phi đao đến từ vị trí của Ken 96 anh em ơi. Này, anh Pháp, anh Pháp lên nè. Rồi. Em đau. Mày A bắn díu người ấy. Nào, thì anh. Giặt vào rồi. Vừa mới có quay được anh được các bạn, thì nó bay. Bắn thì anh. Chưa có mạng nào cả đó, double kill của Fu bằng cam chưa kịp đổi sang thì anh 96 anh đây đã đợi đi rồi. Sau lưng có địch, và đó là 9-3 dành cho Linh. Đừng lên, đừng lên, đừng lên, đừng lên. Đừng lên nhá. Rồi rồi. Anh qua, anh qua, lên lên lên. Qua qua cùng anh, qua cùng anh. Để xuống nè. Đúng 5, đúng 5, đúng 5. Quá. Đúng 5, đúng 5. Rồi ok ok. Đánh bom. Thôi, một cái cao. Hai. Đẩy tặng vào luôn đi từ Will, Will cục thế nhở. Công bố lên full đồ, xong bắn rất cục anh em ơi. Ui dồi ôi, smurf rồi anh em ơi, smurf rồi. Hai speed đổi được một. Bọn nó xóa răng lên tiếng khi bắt được cái tên Will. Có góc quay của cái 96 nè bạn ơi. Thì anh 96, đâu rồi, đây rồi, hai speed bắt được Slipmy. Triple kill hay không? High speed và đó là triple kill gọi tên vị trí của Đen 96. Bây giờ thì đối phương vào A rồi, đặt được quả spy cũng là lãi. Baygu đổi 1, Baygu. Vâng, Slip với Baygu ơi, và đó là double kill của Baygu thì lên xuống tên Slip. Mai Tham bắt được Jack No One rồi và đừng để thua một round đối phương Eco nha. Tham có mình cái mảng của anh Trang do Bắc Giang thì đưa về 2v2. Ui, ui. Luôn giải thế bắn đầu. Tilopi đấm mồm 2 speed spring 1v1. Gỡ luôn. Gỡ kịp không? Kịp cơ. Kịp rồi và đó là tiếng spring đã phản xạ kịp thời. Đây rồi. Đấy rồi. Ui và đó là vị trí của Thanh 96 bắt được Linux. Không, chưa đừng bóc khỏi, đừng bóc khỏi. Rồi đang rồi, đang rồi, đang rồi. Chết rồi. Có mình coi nha, mình coi nha, đang rồi. Đi trên nhá. Trên 110. Hai. Chết rồi. Rồi, ok. Chạy lên. Không, chưa. Hai speed có một cái chip tu kỳ và rất có thể đến tiếng A không phải đến từ hai speed. Đạt ra và hai speed. Đó là mạng spring nhưng không phải là vị trí của Ten 96. Làm được gì anh không, Viu ơi. Chọn góc đứng là cô đấy nhưng mà đối phương đã có tiếng giặt ra rồi, Viu ơi. Đó là vị trí của spring đến tiếng double kill spring và triple kill gọi tên Ten 96. Vâng, đối phương như dòng nhiều hồ đẩy vào và bắt ngay được spring đến từ Viu. Và hai speed có một, hai speed có double kill và liên về cái triple kill không đây. Spy đã rơi ở mid rồi. Tầm bóng. Ba lần, ba lần. Bom ra, em bên bỏ. Rồi. Nhưng Mai Tham đối đầu với cả vị trí của High Speed và ai là người thắng đây? 2B 1A. Chết rồi. 2B, 2B, 2B. Đó là High Speed thì cái triple kill của mình khi bắt được Mai Tham. Not Linux. Ui, hạ gục cái tên số Bắc Giang rồi. Not Linux hạ gục vị trí của anh Chan Jack No One và chỉ còn đó là vị trí của High Speed thôi. Nhưng một mạng là High Speed. Vẫn đang kê lại quá cẩn thận. Chích khóc tưng bừng nhưng không thể thắng được Linux. Chết rồi. Từ từ nhá. Đã bắt được Jack No One rồi. Bố vết 3 cây thùng vàng nào. Vị trí của Ten 96 tóm được Will. Và Ten 96 chưa có cái chiếc full kill nhưng không sao cả. Khi xuống vàng tóm được cái tên Silver Leaf Me. Ta mổ, bên bên 2 bên bên 2 bên bên bỏ viên luôn. Cuối 2 bên cuối. Gá lùng. Bắt bê đầu. Và giờ sẽ lại là những tình huống tiểu lý phi lao đến từ Ten 96. Đẩy ngược ra và nhìn 6 hạng cục với chiếc full full. Triple kill cho Ten 96. Ok, đánh rồi. Chết rồi. Hai. Có Will có phải đọc ra địch đang ở đâu là Silipi bắt được cái chiếc Baygu và Ultimate được sử dụng đến từ Killjoy. Một cái giam cầm. Và Ten 96 đang muốn đẩy ngược ra. Vâng, hai speed bóng được vị trí của Mai Thăm rồi, hai speed lùi thôi. Quay bò. Được rồi. Hai.
Tưởng xuống, tưởng xuống. Rồi rồi, ok. Đi đi kề, không có thể không ra. Quan trọng là anh không ra. Đây rồi, và Spin tóm được với Julian Nick. Double kill Spin, chỉ có mình Phu thôi. Thắng sắp ai rồi. Đó là vị trí của hai Spin đã gục Phu. Nhặt lại ốp, nhặt lại ốp. Không bảo đấy. Chết này. Chết này. Ui, tôi rơi không? Thôi hai. Có thể. Còn tôi nghĩ là cần có một cái set up để đẩy. Chứ không phải những tình huống cứ dạng ra chay này. Nhưng bây vù một tiếng ta binh tốt. Có cái double kill rồi. Liên tục như vì tính những pha đưa về những pha bắn nhau đơn giản thôi. Không quá bầu mè thì anh em team ra thì sau bọn đó sẽ bắt ra có được chút xíu lên về. Rồi. Đừng có hết. Chết này. Tôi xuống. Có vẻ như đang muốn farm cho mình những cái điểm off chẳng. Còn đó là bầy vù đã có ultimate. Còn Wingman đặt trái spy. À thì không này không đặt được rồi, khi đó tình huống nano rất tốt đến từ vị trí của Zach No One. Flash trả ra những chuột đủ có được roam. Liên tục những pha spam Flash đẩy vui một áo tê và đó là Zach No One trừng phạt cái sai lầm của Gil. Một cái hang xa được sử dụng đến từ Spin. Vâng, bắt hai không đấy. Được ngay Spin rồi, Mai Thăng có một cái double kill full hạn cùng cho Bắc Giang. Nhưng không sao cả, Zach No One sẽ được cứu tới 3 mét này. Bayu có một cái triple kill rồi. Vâng, vượt được anh không đấy. Baygu có một cái quang kill. Và nó là cái A dành cho vị trí của anh chàng Baygu. Chiến đầu rồi. Đó đây, tôi chiến đầu rồi. Rồi, giá con tay, chiêu. Chiêu đi. Có tường. Hai. Gửi. Chiêu, hai. Bố nha, bố đấy làm bố nha, không phải làm bố nha, mà bố đấy làm bố. Làm bố đến từ Baygu. Ui, Sting bắn vào tay rồi. Tầm mày thì có vẻ đang tù bí lắm rồi Linux ơi. Và Zach No One bớ được Mai thắng đấy em thì không. Chỉ cần một cú ốp kia cưng một đường thôi. Là đẹp. Ù, sắp chết rồi và đó là Spin với cái triple kill của mình. Chỉ còn mình với chỉ còn Simon Lepin mà thôi. Và nó sẽ là cái mess boy. Gọi tên bên phía anh em tìm viện 96. Ra đổi mang các bạn kìa. Hai rồi em ơi. Hey, one more. Liệu nó có phải là 3 điểm hay không đấy, anh sẽ là 2 đội chia nhau. Đúng không sao, Tiêu Cung tóm được Zulipi rồi. Phu đi sau đây, Tiêu Cung dậy. Đọc ủng yêu, không được chung cái anh chàng Tiêu Cung đẩy ngược vào dây đoàn. Đọc cái đắp bộ kiêu và nó đọc Tiêu Cung nó đã phải ngã xuống. Mai thăm đổi được 1 và 3 điểm trọn vẹn dành cho team của Ten 96. Từng lên, ồ đéo được rồi. Không tồi được. Hay, bỏ. Hay. Ba. Let's go! Bắn yếu nó chôn hay không kịp chạy khéo nhờ ôi hay đấy hay đấy con ăn của Leo Park Lim bắn tốt hạ của Bùi Fuji không có xe đến đâu nữa để không cho lốp xốp đã là rất thành công rồi đến từ lốp xốp. Hai đội này bắn nhanh nhờ Andrew có một mạng hai đội này bắn tốc độ cao nhờ. Ui anh hoắc này đây rồi với việc mà kêu cho anh đây rồi đi đối phương trước mạng không chết rồi còn hạ của Bùi Lim chết và Spy đi rơi tại mid. Bản lĩnh đến Cam Hoặc sẽ có thể được thể hiện ở trong pha này. Bản thể hiện rồi cầu Vendo là đủ. Andrew đã lộ vị trí, cần phải kêu gọi vị trí Serin tới cứu. Đường đi là hơi dài nhưng cũng sẽ cứu kịp rồi. Nhưng Serin mới là người có nguy cơ bị gục và họ vẫn là điểm gục dành cho cô nàng đến từ bên phía đội ngũ. Cả bên TV chỉ còn 2 người và họ thì đang phải tìm đường để có thể vào được bom A. Evan vẫn còn Lim, một trong những người chơi cực kỳ chắc chắn. Anh ấy đã bị quấy bởi 2 và Lim 2 cũng bị lốp xoay. Kill cho Lim. Trippy win dành cho bên phía đội ngũ. Ghê vãi Lim nhỉ. Câu chuyện. Ôi rồi.
6 đều cho SaVTV. Một trận đấu cực kỳ căng keo. Họ cũng đã có rất nhiều cái khoảnh khắc sốc sạc và ngày hôm nay chúng ta vẫn đang thiếu được một player thì đội SaVTV lốp số mở điểm của bạn Andrew cho lốp số. Ôi giời quá chất lượng. Một khá là chuẩn nhà mình và nhìn thấy đối phương. Cả hai bên chỉ va chạm nhẹ. Ôi đúng nét, đẹp nét. Captain Rock của Phantom vào tay đúng người. Chỉ đổi được 2. Tình huống 3-3. Đâm bóng còn lại trên một vài người của bên phía đội. Bấm trường. Fuji đổi mạng bên chi. To với con giữa. Và tình huống retake đến từ bên phía đội của SaVTV. Vãi cứt. Mày tay to thế. Một tuổi trẻ. Tuổi trẻ đấy. Anh ấy cũng chỉ có Spectre và Sheriff thôi. Đấy, làm được anh ơi. Không làm được. Gì đối phương quá nhiều cả. Ôi khó rồi. Hay đẹp rồi. Cố gắng trả lông công nghệ từ để tự bò. Này hơi xấu anh ơi. Vị trí Fuji đang vào. Spam là chuẩn đến từ Serin. Mình nghĩ là hết rồi. Fuji vẫn cho được win. Người cuối cùng là Serin. Bóng rất yếu. Hai bên biết điều đó. Bảy viên căn đó là tình huống clutch dành cho Fuji. Đó thế. Để xem mấy ông sẽ go retake bóng sai bao lần vài cứt ôi ui bình tĩnh lắm cùng vào này chiếm vị trí này cùng quét chứ chúng được vị trí rồi này mẹ mày bao 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 quét luôn anh ơi bao quét rồi kìa ui chỉ bắn lộn rồi bỏ quét rồi đợi 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 này đợi 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 rồi chuẩn bị này 1-2-3 sạt này thấy không đọc luôn nó là gì thế này tấn công nhanh từ bên phía đội của chủ quan hạn. Lin vẫn bay như thường lệ nhưng ui lại lạc rồi Lin ơi. Cố Odin đến từ vị trí kia xuống kế nhiều đạn lắm. Fuji bò tới trước thằng mình là khá ổn. Người bắn tốt ở Serin lốp xuống có một mạo sau đối thành đã gục rồi. 3-3 flash quá đẹp từ các thủ thuật trẻ của một người tôi vẫn nghĩ là câu chuyện của Odin. Ôi trời. Quyền chi người cuối. Tình huống mà spy rơi sâu vậy thì khó quá. Cầm Odin kìa. Đặc biệt kia là con. Còn Sonkan đứng gần nên Quyền chi tóm được Kesuke này. UNV là 1v1 nha. Rất đẹp rồi. Vâng, như vậy sẽ là 200 cầm được sử dụng. Rất chi đến từ chiếc Winchi và đối phương đang có nhịp đẩy ra là Winchi. Tầm clutch thành công một bên đài để từ Winchi. Đài à. Thì qua làm họ sẽ có cho mình ra được 8 nhờ. Em này không này không? Phải trưởng đấy. Winchi đang quay trở về. Kích hoạt cho mình những chiều cuối. Đến giờ vào rồi. Lốp sốc hạ gục được Winchi. Không còn người lớp nữa. Lim sẽ clear được khu vực heo. Tiếp gục dành cho Lim. Cam Hoang đã không còn. Và Lim sẽ chiếm luôn Heaven với cổng Judge. Nó không thể vượt qua được vị trí chạy ra bắn nhau. Bên phía đội của chủ quan hẳn có 4 người. Vậy tôi chế khác là đời ham bắn nhau lắm. Và kể cả khi đã có 3 người tại A, họ cũng không giữ được. Quay trở lại với nhiều binh quá đẹp. Fuji mà Fuji có được cho mình điểm cục nào đến từ Unreal. Double kill của Fuji. Một tình huống popping swing khó chịu. Mày mình kê góc xấu rồi chứ. Không nhìn rồi. À nhìn rồi, nhìn rồi. Ui mày thế đúng lúc nhìn. Quả lên chỉ chậm tí thôi là chết cả hai ông rồi. Nguy hiểm quá, bây giờ nếu lốp sông nằm xuống thì khả năng sát cao sẽ mất luôn cái map này đến từ bên phía đội xả bị họ tua đầu nhưng anh còn phải là người đầu tiên bèo gục cửa đá farm Andrew điểm gục cho Fuji. Và bây giờ thì lốp sông không còn lướt đâu. Một cái cục quá đẹp. Cục đẹp thế. Nhìn thấy được 3 người nhưng ta cũng chỉ bắn được 1 thôi. Hay. Có một kill cho lốp sông. Thuận phục đầu rồi lại. Cũng được rồi Lim vẫn có 3. Bảo vệ 2 làm được. Nhưng Lim chỉ có 5 viên. Không rớt là này. Spy chưa đáp đây là cơ hội chiến thắng dành cho bên phía đội của SaVTV. Cảm ơn còn sống, cảm ơn còn sống. Thì các bạn có đội điểm cùng dành cho Captain Rock. Retake kìa, trời ơi. 4-4. Mình đang cố gắng tạo đột biến từ phía khu vực mid. Nhưng cánh cửa này bị đóng xuống. Nhịp rất đẹp cho bên phía đội SaVTV có thể vào. Serin là một bàn cương luôn. Họ biết rằng phải đúng ra một đường quả flash. Nó làm chết nhiều người. Nhưng Andrew có mà còn đẩy qua lạc nhau. Mất rồi Serin đã bị trừ kia xuống kề. Lốp xong cũng một điểm cho các bạn. Hai đấu ai và lốp xong kia xuống kề. Bin có một ba. Người cuối lốp xong đang quá yếu. Chúc đã được trả lại bắt nhiều được luôn cả đối phương. Và một viên sẽ định rằng sợ. Từ thời gian cuối cùng của trái Spy bắt buộc phải gỡ đến vị trí lốp xong. Và quá khổ. Lốp xong không làm được. Round thi đấu chiến thắng và đó là chiến thắng. Hạ gục được đi đội đang không có bất kỳ một trận đua nào. Âm binh smoke đến từ Pyro, chính xác là chính xác. Vẫn thử đến bàn gồ trưởng cả hai viên đối phương đang vào ở cũng là đẹp này. Như điểm cúp dành cho vị trưởng top đến từ bên phía đội chạy cả ngố. Sirius đổi một thành công. Bàn gồ đang tạm thời đứng cùng với Heaven dành cho đối phương. Điểm cúp dành cho vị trí level Jamaica. Một mạng nữa dành cho vị trí Tetris. Một kill cho Jamaica. Pikachu là người cuối cùng. Stinger không thể làm gì được. Quattro kill dành cho Jules đến từ chạy cả ngố. Đang xuất hiện ở trong màu áo bên phía chạy gà ngố. Tôi không biết là họ tuyển ở đâu ra anh này. Eowyn có mạng hay chưa đây? Câu trả lời là ôi, chưa. Hai người luôn này. Clove thì đổi được mạng của Jinx. Viral có được tiền vào cùng cuối cùng. Góc tay to, góc tay to, không check luôn. Một đồng đội đánh rơi. Một giá quá đắt mà bên phía đội của chạy gà ngố phải trả. Domini vừa làm 2.
Địch sẽ tới hai hướng khác nhau. Domi có được cho mình triple kill. 6 viên cuối cùng. Pikachu đối đầu Domini. Ai sẽ kill cho Nidhi. Đó là con trưởng kill cho Domini. Suy chuyển cái đội hình của mình. À đây có rồi. Ủa rồi. Có một chiêu mới để check B-man. Biết rằng đối phương không bỏ về. Chà đa đến bên. Bắt một phải dùng dung mình bắt diệt. Đây là 3 đấu 3. 25 giây cuối cùng. Chỉ có một vấn đề hơi lớn thôi. Đây là chiêu cuối để kill Joy. Ở đây còn Helwen cũng như vị trí Domini, người đã thực hiện một tình huống clutch cực kỳ ấn tượng. Có thể gọi trận đấu này là trận đấu gia cầm được lên không thành. Rất nhiều đồ đã được bật. Helwen cần bắn tốt nhanh tăng cục xuống. Domini lại phải muốn đấu 3. Domini cần hạ cục được ngay vì chiếc bàn gồm ấy ta thực sự làm được. Một phe sai, Pikachu và Trinh là những người cuối. Trụ súng được trả, nhưng lần trước thì còn khó hơn với Domini cơ. 7 viên, đối phương đã gỡ luôn một quả spy xấu và đó là chiến thắng thứ 3 dành cho bên phía đội của vườn chim. Ê! 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 Smoke Heaven. Không phải. Một cái smoke gì đó nó vượt qua cái. Lại bắt lại quả smoke rồi. Ai smoke cuối vậy? Đi lắc bởi quả smoke vừa rồi. Chabika có một mạng gì vẫn còn sống. Trinh Nga của đội trưởng Radiant có được top 4 kill. Nhìn mấy quả im bắn này nhìn xong nhìn lại ông hiệu trưởng Radiant bắn một đôi một chắc thua cả dài. Theo Wen. Em khôi nha. Ôi Theo Wen ơi. Helwen đi. Và đang muốn thực hiện một tình huống retake nhanh. Cố lên cái chiêu cuối được bật đến từ vị trí Sirius. Pyro đổi một mạng của sang chân. Đó tình huống flick đến từ Pyro. Mình ta có được cho mình điểm cung tiếp theo. Domini Aga của Pyro rồi. Hai đấu ai. Đẩy tới. Bắn vô bắn trượt. Thì Sirius thì bắn trúng. Domini lại có mạng. Người ta cần một khẩu súng. Đây viên đoạn đó là một tình huống flick. Đến từ Domini. Triple kill dành cho Domini. Và bây giờ thì chúng ta cũng xem tình huống retake đến từ đội hình của vườn chim. Họ đang chờ điều gì đây? Chờ ảo bông. Có người bị đen hay không đây? Chabika không người bị đen. Nhưng Club đổi mạng thành công. 3 đấu 3. Chiều cuối đơn Club là có. Sẽ cần phải ảo bông được người. Phía dưới của Gheo. Bật luôn cả bất diện đến Club. Người cuối là Helwen đẩy ra. Vậy ta bị ảo bông với Pyro. Không thể làm gì được nếu Helwen có thể đổi được một mạng. Thì mình tin rằng đó đã là cơ hội để cái bất diện đến từ Pháp Sư Trung Hoa. Phát huy được hiệu quả. Đẩy vào đến từ phía vị trí của Zabika, phá cái cung này đi, một cái cung mà được sử dụng hiệu quả chưa kia. Zing spam chết sang rồi, sang đã hẻo và đi xếp 7 đều tua Eco đến từ bên phía anh em team Chicken Gang. Chạy gà môn sẽ thua đâu này không, đây Domini mở được một và Domini tình huống 3-2 được với 1-5 đây là tình huống vị trí của Zing để bắn chết chết một kill cho Zing. Đây là Zing của Papa. Các bạn ơi, bắn thoáng lên từ Zing. Liên tục sốc đạt trả ra và đã nhìn thấy địch rồi. Nào chúng ta cùng xem nào. Giạt ngược ra Mango bắt được yêu quen. Và đó là tình huống Pháp Sư Trung Hoa hạ gục đi Mango. Rồi tình huống tiếp theo 3 bên tay. Đẩy ngược ra đó là bắt được Pháp Sư Trung Hoa. Và đó là tình huống đang nghỉ. Có gì đây? Đi Giang Trần, Domini rất nhiều Pikachu. Và 7-8 dành cho Giang Trần. Nó sẽ bắt được Giang Trần cũng như là Zambika thôi. Đẩy vào đến từ Yowen. Chúng ta cùng xem theo tiếng sức bán Yowen. Đẩy một cái Yowen của Odin trên tay thôi. Odin trên tay tại chúng sinh bình đẳng thôi. Anh xem bắt được Mango. Và đó là tình huống mà chip một cái gọi tên Yowen với cậu Odin. Mẹ mày cái cung kìa. Một sự hủy diệt đến từ Yowen. Quả cung kìa. Với những tình huống đúng. Ê ôi quả cung kìa. Với cậu Odin. Đây là những mạng này dành cho Giang Trần. Flash trả dao quay mặt né và sang Trần. Biết shot có địch rồi. Một bạn nó sang. Và đắp một cứu đến hay không đây. Chúng ta cùng xem nào. Bắt bóng đẩy ngược ra. Nhưng không có mình đôi mạng. Và đó là cái đắp một cứu gọi đến Sirius. Chết một cứu Sirius thôi. Một phép tài. Và nếu như Clash được nó sẽ là một tình huống ấy. Dành cho cá nhân Sirius. Kill Sirius là quay hay không đây. Tránh hết ra cho đây nào. Người cuối cùng đang đi móc. Đó là vị trí của Sirius. Không đánh được, Là tham minh. Nhưng liệu anh ấy có biết được rằng đối phương ở ngay sau quả smoke này không biết đâu là bắn vai gì. Chiến thắng dành cho bên phía đội người chạy gà ngô. Đêm cóc đứng rất cường đến từ sàng nha. Đối phương kia lại cẩn thận quá sàng ơi. Và đó là một thằng kêu sàng. Chuyên một kêu sàng bắt bóng lùi máy quá đẳng cấp. Và liệt máy không kia anh đứng sàng chân đấy cậu đây. Cứ cùng xét nào. Mù được trả ra. Ôi đẹp ơi. Sàng đó là một tình huống lẩn về. Sàng đẩy ngược ra nhưng không để đáp được cái tên Viro. Mà Zanika làm hết. Sàng bắn quả tay tổ bế nhờ. Anh sàng bắn kinh quá các bạn ơi. Có đồng số những player mà vẫn đang là bên cái đó ở trong nhà. Và đó đổi những bộ tôi đến từ Pikachu. Không phải cái double kill chúng ta có thông tin đẩy về là đối phương có một tình huống đẩy ở khu vực bì mềm rồi. Ulti Ulti yêu quen chưa chết ai cả. Zamika dứt điểm viral trước khi nằm xuống cái tên Mango. Chúng luôn dính nó không ăn thua lắm đến từ cái sự ra cuồng nộ của yêu quen. Còn Mango thì bắn chớ quá và yêu quen dứt điểm đi Mango tình huống đưa về bạn với ngài. Có vẻ như mọi thứ đang chỉ khó khăn rồi xong rồi anh em của team đó là vườn chìm và nó sẽ là 13-9 dành cho chạy gà ngố thôi.
Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có uy của người thành công, nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết. Bạn bè như thế nào xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó có điều thuốc chung nhau nữa mà. Giờ sầu sang đã quên nhớ khi cơ hàng cùng nhau. Như xưa ta cùng chỉ đường, hôm nay chung bàn mấy.